tin giáo xứ Tân Thông. Giáo xứ Tân Thông kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ. Vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2018, giáo xứ Tân Thông hân hoan chào đón Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ về thăm một vụ và chủ tế thánh lễ kết thúc tháng hoa tại giáo xứ Tân Thông. Cùng hiệp dân thánh lễ với Đức cha Phêrô có cha sở Du Xe Nguyễn Phát Tài, cha phó Du Xe Phạm Tiến Lễ cha Gioan Bautista Trương Văn Điệp và thầy phó tế phụ lễ Du Xe Nguyễn Đức Thuận. Trong thánh lễ còn có quý tu sĩ và hơn một ngàn giáo dân tham dự. Trước khi thánh lễ được bắt đầu, toàn thể cộng đoàn dân chúa cùng với đức cha Phêrô và quý cha long trọng cung nghinh kiệu đức mẹ vòng quanh khuôn viên nhà thờ. Sau khi đoàn kiệu vào trong nhà thờ, mọi người cùng tham dự phần tiến hoa đức mẹ. Kết thúc những điệu múa dâng kính Đức Mẹ Mọi người cùng ca vang kinh vinh danh Thánh lễ được diễn ra như thường lệ Sau lời nguyện hiệp lễ Ông Thư Ký, đại diện Cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo sứ Tân Thông Có lời cảm ơn Đức Cha đã đến thăm mục vụ Giáo sứ Và dâng Thánh lễ kết thúc tháng hoa hôm nay Đức Cha cũng không quên sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 Và đã dành những phần quà tặng cho các em thiếu nhi sau Thánh lễ Thánh lễ kết thúc vào lúc 18 giờ 45 phút. Toàn thể cộng đoàn đón nhận ân bình an từ Đức Cha Chủ Tế và ngước trong lên mẹ Maria với bài hát kết lễ.